Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa rất quan trọng, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước được dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức để đạt được những mục tiêu cho năm 2023, mới đây Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị thúc đẩy sản xuất tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và chủ trì hội nghị. Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình thế giới nhiều biến động, nhưng kinh tế Việt Nam vẫn đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của ngành công thương. Dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng, Chính phủ và sự vào cuộc quyết liệt của Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành, ngành công thương đã đạt được những kết quả nổi bật, trong đó sản xuất công nghiệp phục hồi tích cực ở hầu hết các ngành, lĩnh vực và địa phương. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với tốc độ tăng 8,1%, đóng góp gần 2,1 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của nền kinh tế. Xuất nhập khẩu tiếp tục phát triển, lập kỷ lục mới với tổng kim ngạch đạt hơn 732,5 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 10% so với năm trước. Duy trì xuất siêu năm thứ 7 liên tiếp với mức thặng dư 11,2 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, thị trường trong nước phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng gần 20%, vượt 2,5 lần mục tiêu kế hoạch, đáp ứng cơ bản hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thương mại điện tử tăng trưởng cao, góp phần phát triển chuỗi cung ứng và lưu thông hàng hóa trong và ngoài nước, đưa nước ta vào nhóm 5 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới. Tiếp nối những thành công trong năm 2022, ngành công thương bước vào năm 2023 với những tâm thế mới và những mục tiêu mới. Báo cáo trước Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết đã có những giải pháp cụ thể và kịp thời. Do vậy, thị trường hàng hóa, mặt hàng xăng dầu và điện đã được cung ứng đầy đủ trước, trong và sau Tết, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình hành động của ngành, thực hiện nghị quyết số 01 NQCP của Chính phủ, thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi, phát triển nền kinh tế, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn để sớm đưa vào vận hành các công trình dự án trọng điểm, có vai trò quan trọng trong lĩnh vực điện, dầu khí, công nghiệp, chế biến, chế tạo, khoáng sản, nhằm gia tăng năng lực sản xuất mới, đẩy mạnh tiêu dùng các sản phẩm công nghiệp và chủ động tạo nguồn cung, nguyên nhiên vật liệu phục vụ phát triển sản xuất bền vững. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng luật phát triển công nghiệp và cơ chế, chính sách, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, quan trọng, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Ra soát, đề xuất cấp có thẩm quyền cho thực hiện thí điểm những chính sách có tính đột phá để khơi thông và giải phóng các nguồn lực, nhất là nguồn xã hội hóa cho đầu tư phát triển công nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành công thương dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Mở rộng, đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng và mặt hàng xuất nhập khẩu, đẩy mạnh sức mua trong nước, tăng cường công tác quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ hàng hóa, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Để thực hiện hóa các mục tiêu trên, các ý kiến tại hội nghị cũng đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ một số nội dung nhằm tạo điều kiện cho ngành công thương hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tiếp nối kết quả của năm 2022, Cục Công nghiệp sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chiến lược, phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm như ngành ô tô, ngành thép theo hướng công nghiệp xanh, chiến lược phát triển ngành sữa, chiến lược phát triển ngành giấy. Về các giải pháp thúc đẩy sản xuất trong nước, thứ nhất, Cục sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để tiếp tục tháo gỡ khó khăn xử lý các dự án tồn đọng kéo dài như dự án gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2, dự án thép Việt Trung, nhà máy giấy Phương Nam, mỏ sắt Thạch Khê, đồng thời tạo điều kiện để đưa các dự án công nghiệp lớn có vai trò quan trọng đi vào vận hành. Thứ hai, triển khai có hiệu quả quy hoạch khoáng sản, khai thác thăm dò khoáng sản nhằm huy động nguồn lực mới cho tăng trưởng, gia tăng năng lực sản xuất trong nước. Thứ ba, triển khai hiệu quả chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, góp phần nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Thứ tư, xây dựng cơ chế tham mưu các chính sách đặt hàng sản xuất và chính sách mua sắm công theo hướng ưu tiên sử dụng hàng hóa nội địa, đặc biệt
là đối với các cơ quan nhà nước, các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước. Mục tiêu đặt ra của năm 2023 là tiếp tục đẩy nhanh việc rà soát, sửa đổi, xây dựng và hoàn thiện một số văn bản quy phạm pháp luật về phát triển thị trường trong nước, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn, trong đó có Nghị định 95, Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, tổ chức đẩy mạnh triển khai hiệu quả chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 30 và tầm nhìn đến năm 2045 và các chương trình đề án về phát triển thương mại trong nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tiếp tục đổi mới phương thức, lồng ghép các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước vào các chương trình kích cầu tiêu dùng, các sáng kiến kết nối cung cầu hàng hóa và thực hiện tốt các chương trình bình ổn thị trường, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại đồng bộ, hiện đại và bền vững, kết hợp hài hòa giữa kết cấu hạ tầng thương mại hiện đại và truyền thống. Và năm nay, theo tinh thần chung chỉ đạo của Thủ tướng và Chính phủ, thì Bộ và ngành cũng sẽ đặc biệt quan tâm dành nguồn lực cho phát triển thương mại, đầu tư phát triển hạ tầng thương mại thiết yếu ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và hải đảo. Hiện nay báo cáo của Thủ tướng là chúng tôi cũng đang triển khai theo hướng tức là sửa đổi Nghị định 31 về tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa, tức là giao cho doanh nghiệp tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Và cái này thì sẽ đang báo cáo xin ý kiến để chúng tôi trình cái Nghị định 31 sửa đổi này. Cái tiếp theo nữa là áp dụng các biện pháp gọi là hợp tác quốc tế cũng như là đẩy mạnh cái hoạt động trao đổi thông tin. Thì hiện nay về xuất xứ hàng hóa trong ASEAN thì báo cáo Thủ tướng là hiện nay chúng ta đã tự động gần như là cấp độ 4. Và còn các nước khác thì Bộ Công Thương đang đẩy mạnh cái việc trao đổi dữ liệu với Hàn Quốc và các nước khác để chúng ta áp dụng cái xuất xứ điện tử. Chính phủ cũng đã giao cho Bộ Công Thương trong vấn đề về logistics trong lĩnh vực hoạt động thương mại xuất nhập khẩu. Thì chúng tôi cũng đang đề xuất và xây dựng một cái chiến lược làm sao để mà phát triển cái logistics phục vụ tốt cho hoạt động xuất nhập khẩu cũng như các hoạt động trong nước và hoạt động khác cho nền kinh tế. Liên quan đến hoạt động xúc tiến thương mại thì chúng tôi cũng xin phép là kiến nghị Thủ tướng có 4 cái kiến nghị. Thứ nhất cũng liên quan tới vấn đề kinh phí thì xin kiến nghị Thủ tướng là chỉ đạo cho các bộ ngành liên quan sẽ sắp xếp kinh phí và hỗ trợ Bộ Công Thương để mà nâng cao cái kinh phí cho hoạt động xúc tiến thương mại. Cho phép là mở rộng cái mạng lưới cơ quan thương vụ và văn phòng xúc tiến thương mại cũng như là bổ sung biên chế và cơ sở vật chất để mà có thể hoạt động tốt hơn trong cái việc là nghiên cứu chính sách và hỗ trợ địa phương, hiệp hội doanh nghiệp trong phát triển xuất khẩu. Thứ ba là về phía địa phương, báo cáo Thủ tướng thì hiện nay là mạng lưới cơ quan xúc tiến thương mại hay còn gọi là trung tâm xúc tiến thương mại thì chưa được thống nhất trên cả nước về tổ chức và chức năng. Và vì vậy kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo cho là các cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương thống nhất bộ máy và tổ chức hệ thống cơ quan này. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả quan trọng mà ngành công thương đạt được trong năm 2022 và tháng 1 năm 2023, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước. Các đồng chí phải tập trung xây dựng cho bằng được 4 cái quy hoạch, trong đó cái quy hoạch 18 rất là quan trọng như các đồng chí nói, nhưng mà phải đảm bảo chất lượng. Vấn đề thứ hai là thực hiện đồng bộ các cái giải pháp để phục hồi và phát triển sản xuất với trọng tâm là tháo gỡ cái khó khăn, rồi thúc đẩy cả phía cung và phía cầu, rồi đẩy mạnh các cái chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, thực hiện đồng bộ các cái giải pháp đẩy mạnh sản xuất, đẩy mạnh cái sản xuất phục vụ cho xuất khẩu, tiếp tục đẩy mạnh các cái hoạt động đối ngoại, các cái hợp tác song phương, đa phương, duy trì mở rộng và tìm kiếm thị trường, khai thác tối đa dư địa xuất khẩu của các ngành, lĩnh vực có lợi thế và thế giới có nhu cầu. Cái thứ ba là đẩy mạnh cái sức mua trong nước, thực hiện các cái chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước, đẩy mạnh phân phối hàng hóa qua nền tảng số, thương mại điện tử để mở rộng tiêu dùng nội địa, phát triển thương hiệu hàng hóa Việt Nam. Rồi chú trọng đầu tư hiện đại hóa hệ thống phân phối ở vùng nông thôn, miền núi để đẩy mạnh cái đưa hàng Việt Nam về nông thôn. Nó kết hợp chặt chẽ giữa thương mại truyền thống với thương mại điện tử, thương mại hiện đại, tạo thuận lợi hóa cho thương mại, phối hợp với các bộ ngành, giảm chi phí dịch vụ logistics để đề cao cái năng lực cạnh tranh thương mại, vân vân. Cái thứ năm là phải coi cái doanh nghiệp, nó coi doanh nghiệp là trung tâm đổi mới sáng tạo, là trọng tâm của phục vụ nó của ngành công thương, để tiếp tục tạo ra cái thay đổi, nâng cao cái sức cạnh tranh. Cái thứ sáu là có cái giải pháp cụ thể để huy động và phát huy tối đa các cái nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa và các cái hình thức đầu tư phù hợp cho mục tiêu phát triển.
Thủ tướng yêu cầu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Bộ Công Thương cần quán triệt một số quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, điều hành. Đó là tinh thần biến nguy thành cơ, càng áp lực càng phải nỗ lực, đoàn kết kỳ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả, theo chủ đề điều hành năm 2023 đã được Chính phủ xác định. Thủ tướng cũng đề nghị ngành công thương trên tinh thần vì lợi ích quốc gia, dân tộc, tập trung cho ba đột phá chiến lược, đó là thể chế, hạ tầng, nhân lực và ba động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng nền kinh tế tự cường, tự chủ trong lĩnh vực công nghiệp.